và trên đỉnh núi Liên, hàng vạn chàng trai cô gái đã đi theo tiếng gọi của đảng, cùng nhau góp công sức và máu xương của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và trong đoạn hôm đó có hàng vạn cán bộ công an và những bí thư tay cầm súng xông pha lên nghĩa đạn để dần dần từng hơi thở, từng mặt sau của các đồng chí đồng đội thân yêu của mình. Và trong đó đã thể hiện sâu vào tất cả của biết bao thế hệ và trở thành huyền thoại trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Nhân ngày truyền thống quân y chiến khu nơi miền Đông Nam Bộ lần thứ 26 được tổ chức tại hội trường thành ủy buổi sáng ngày hôm nay, trước khi chúng ta bước vào phần lễ, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài tiết mục âm nhạc. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Tuổi Trẻ Miền Đông của sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Quý sẽ được thể hiện vào phần biểu diễn của nhóm Sức Sống Mới và Nhóm Bores, và nhạc phẩm Tình Đất Đỏ Miền Đông của sáng tác rất quen thuộc được nhạc sĩ Trần Lao Bình sáng tác vào năm 1976. Chúng ta kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua phần biểu diễn của ca sĩ Cao Minh. Và bây giờ